Hiện tại bây giờ là 8:30. Chính vì vậy mà xe là từng đoàn nối đuôi nhau mà di chuyển đến các cái khu tham quan du lịch. Rất đông luôn. Thì đây là cái khung cảnh trước cái bãi cát Hồng, hay người ta còn gọi là bãi cát Bay của Mũi Né Phan Thiết. Rất tấp nập luôn. Xe nhiều lắm. Bánh kem, bánh kem. Đây là cái bãi cát Hồng, hay người ta còn gọi là bãi cát Bay. Nó thuộc Mũi Né Phan Thiết, gần cái Hòn Rơm luôn với các bạn nha. Cái bãi biển Hòn Rơm cách đây cũng khoảng đâu tầm 3 cây số thôi. Thì mình ước lượng cái chừng đi lúc nãy á. Đây chính là cái bãi cát. Chúng ta đi càng lên vào sâu trong kia thì càng thấy nó tuyệt vời. Hiện tại bây giờ mình thấy có một số đoàn người ta di chuyển đến, nhưng mà cũng có một nhóm nào đó người ta đã đến đây rồi và người ta ra về. Bên kia là có cái cổng, nhưng mà mình qua cái lối bên đây. Thì cái bãi cát này mình đã đến cũng nhiều lần. Thì bà con lên đây chủ yếu là ngắm cảnh và chụp hình, check in. Ngoài ra thì tham gia các cái trò chơi như là trượt cát, những cái tấm ván mà mấy chị, mấy cô bán. Dạ, dạ, được rồi chị, cảm ơn chị. Rất là mát. Hầu như là nhìn ở đâu cũng thấy có dáng bóng của con người hết. Các bạn nhìn xuống dưới nè, tuyệt vời chưa? Đây là cái điểm tham quan du lịch rất là hấp dẫn. Thì gần đây cũng có chợ Mũi Né khoảng 2 cây số thôi các bạn. Rồi chúng ta đi ra nữa theo cái hướng Phan Thiết á, về Phan Thiết á, thì sẽ có là chúng ta bắt gặp là làng chài Mũi Né nè. Ở đó tàu thuyền neo đậu đẹp lắm. Đi đến đó, đi đến đây mà chúng ta không có chụp hình ngay tại đó thì phải nói là một cái thiếu sót. Và tiếp tục nữa, nếu chúng ta ra nữa thì bãi đá Ông Địa, rồi tháp của Sanh Ư, Lầu Bông Hoàng, vân vân, có rất là nhiều cái địa danh, địa điểm để chúng ta có thể là du lịch tham quan và tìm hiểu. Hiện tại bây giờ rất đông, từng nhóm từng đoàn người ta lên đây, người ta ngồi như vậy, hóng mát, giải trí. Bên đây cũng có một cái đoàn gia đình đi rất đông, cũng phải tầm 20 người. Trời đông dữ. Đi đến đây thì chúng ta không có lo đói bụng nha. Ở đâu cũng bán các cái đồ ăn thức uống, những món đặc trưng của Phan Thiết. Bạch lọc nè, bột lọc, bánh bột lọc, bánh tráng mắm ruốc. Buổi tối thì là chúng ta ăn bánh canh, bánh xèo, chả cá. Và đặc biệt là đến các nhà hàng quán ăn khác thì chúng ta kêu cái lẩu lẩu mắm á, ăn ngon á. Mọi người tập trung ở hướng bên kia rất đông. Đang trượt cát, bên đó đang trượt cát. Bây giờ mình qua bên đó luôn ha. Chủ yếu lên đây là để trượt cát, ngắm cảnh, chụp hình. Rất rộng các bạn ạ. Ở bên đây nè, đó. Đâu đó cũng đều có bóng dáng của người hết. Rất đông. Khi mà đến du lịch tham quan ở thành phố Phan Thiết rồi thì không thể nào mà không ghé vào đây được. Còn bên đây thì là đó, cái cổng mà mình quay lúc nãy đó. Trời ơi, quá luôn, quá đông luôn. Trong cái mùa này mà đi du lịch nghỉ dưỡng như thế này, với mùa không khí như thế này thì phải nói không còn gì bằng nữa các bạn ha.
mình sẽ cảm nhận được hết những cái điều tuyệt vời, những cái hấp dẫn mà những nơi mà mình đi đến đã để lại. Sau đó chúng ta bước vào những cái cuộc sống, bước vào những công việc, nó sẽ suôn sẻ hơn. Thì ở Bình Thuận có rất là nhiều cái bãi đồi cát như thế này các bạn. Ví dụ đây là một cái bãi cát người ta gọi là đồi cát bay, hay là đồi cát hồng. Rồi ra ngoài Hòa Thắng, khu du lịch sinh thái Hòa Thắng có bào ong và bào bò, và có bào ong và bào bà, thì hai cái bào đó đều là nước ngọt quanh năm, phục vụ cái nhu cầu sản xuất của bà con, và cũng là cái điểm du lịch tham quan và có rất là nhiều hoạt động vui chơi giải trí tại đó. Chúng ta có thể là chạy xe mô tô, xe ô tô trên các bãi cát như thế này với một cái tốc độ phải nói là mạo hiểm, cảm giác mạnh ha. Rồi chúng ta có thể là leo lạc đà, vâng vâng, đó có nhiều lắm, nhiều dịch vụ lắm. Mấy bé rất thích chợt cát, ba mẹ dẫn lên đây chợt cát. Cát này nó không cao lắm, cái độ cao của nó phải nói đến cái bãi cát thiên đường sống ảo ở Hòa Phú, thì cũng trên tuyến đường DT716 chúng ta chạy ra là sẽ gặp. Mạo hiểm, mạo hiểm, nó không cao lắm. Mình nghĩ nó cao hơn hả? Dễ chợt hơn. Cái đùi này nó chưa có cao đâu, có nhiều đùi nó cao đẹp. Ở đây nè. Đúng rồi. Ở đây nửa cái nữa là nghỉ. Nó không có độ dốc, cho nên là không được trơn như theo ý muốn. Sao không kiếm cái dốc nào cao cao á cho anh trơn không? Ở dưới đó không chịu chứ anh. Vậy hả? Cái dốc bên kia nó cao quá sợ. Có nhiều người thì người ta không có thích đến những cái dốc cao, tại vì có con nhỏ, người ta muốn cho các con vui chơi, cho nên là lựa những cái nơi mà có cái độ dốc thấp thôi. Bên đây có một cái dòng người đi lên phải rất là nhộn nhịp, tấp nập, giống như là đi lễ hội vậy. Thì bây giờ hiện tại bây giờ mình thấy là đông lắm các bạn, đang lên nè, cho nên khách du lịch này lên nè, đông lắm. Đó, thì đây là cái cảnh lúc nãy mà mình đi ngang qua đó ha, của mấy em nhỏ rồi mấy anh chị đang trực cát bên đó. Bây giờ mình đi xuống nha các bạn nha. Như lúc nãy mình nói thì đúng là khi mà đến đây thì chúng ta không thể nào mà không nghĩ được. Phải nói ở đây chúng ta có thể trải nghiệm rất là nhiều điều thú vị ở đây. Xa xa là chúng ta nhìn thấy cái làng chài Mũi Né đó các bạn, biển ở trên đó nha, các bạn nhìn ở trên đó các bạn thấy biển rõ ràng lắm. Xa ha. Rồi, cô ơi, vui dữ rồi. Cô đang có biết dưới nhà kìa. Một
miếng thuê nhiêu á cơ? 30 hả? À. Dạ 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 dạ. Hỏi giá để cho mấy em á. Rồi kiếm cái đùi nào cao cao chợt nữa đã. Thời tiết hôm nay phải nói là ưu ái cho các anh chị du khách mọi miền Tổ quốc đến Phan Thiết du lịch, tuyệt vời lắm. Đó thì mình đi ra lại cái lối cổng như các bạn nha. Đâu đâu cũng có người hết. Ở trên đây thì nói về bóng mát thì không có nha các bạn. Nó chỉ đâu đó lưa thưa một vài cái bóng mát thôi. Rồi mình khi mình lên đây thì chuẩn bị các mũ nón rồi quần áo dài tay ha, để mình có thể lên đây đảm bảo sức khỏe của mình để không bị cháy nắng. Này các cái đoàn du lịch cho nên là có nhiều cái đồng phục mũ nón, thấy một cái kiểu, một cái mẫu, một màu. Thì đây cổng bên đây nhưng mà cổng này không có cửa, cũng không có thành bao xung quanh, nói chung là mở toang ra giống như ở các công viên. Thì từ Mũi Né Phan Thiết mà chúng ta đi ra đây đó các bạn, từ Phan Thiết á, ra đây thì khoảng 25 km. Thì chúng ta cứ đi thẳng sẽ ra thôi. Nó rất là dễ đi. Mới thuộc cái đường DT716 ở Hòn Rơm á. Ở đây người ta gọi là đồi Cát Hồng, Mũi Né Phan Thiết. Đó, khách bây giờ người ta cũng ùn ùn người ta kéo vào, rất đông. Hiện tại bây giờ là mặc dù là khách du lịch người ta vẫn đang kéo về đây để mà du lịch tham quan cũng rất là đông, nhưng mà tụi nhỏ cũng xin phép dừng lại để gửi đến cho chúng ta những cái không khí vui chơi giải trí trong hè, trong cái mùa du lịch mà bà con cũng như là khách ở mọi miền Trung Quốc người ta kéo về các cái tỉnh thành hay là ở thành phố Phan Thiết này người ta du lịch này. Chúng ta thấy rất là hấp dẫn các bạn ha. Hấp dẫn. Bye.